đi sẽ đi ăn xong rồi đi luôn. À, ánh sáng nè, đó, ánh sáng đẹp nè. Quay hả? Quay. Quay quá. Vừa quay vừa chụp luôn. Quay chụp đi, quay phim, quay phim. Má nhìn đi má, mẹ. Cái này thì dài quá sao chụp hình. Dạ, báo nhân viên đây. Để đó anh đi. Ok. Ơi. Ơi. Ê, nha, cá pháo 4.000 viên không sót viên nào nha. Không ăn gian nha. Đố là cái đếm không ơi là mình return đó. Bấm đâu đây anh. Ở bấm đâu tôi chạy vô tôi sợ. Mình già cả sao chứ. Rồi cho mấy đứa chụp hình đi. Đi đi đi. Wow. Vô. Vô mới cầm bóng máu lên nha. Quay. Họ không quay còn ông kia thì chụp. Cầm lên cho ba chụp hình. My baby. Quá. Thấy chưa? Cầm máu lên. Đừng đốt mà chú. Rồi. Để cho Lộc chụp trước đi. À, chụp nha. Nhỏ qua bên đây nha. Qua đây nè, qua đây nè. Cái mùi pháo nghe nó nhớ hồi xưa. Đứng xa ra coi. Nhỏ ở Việt Nam mình được đốt pháo ha. Cái lúc sau này cấm đốt pháo không được nữa. Bây giờ tụi hết đi. Sung sướng cái mùi này. Cái mùi này thì mấy chục năm. À, má, mami, chúc Tết mami. Chúc Tết. À, đầu năm mới Canh Tí. Năm 2020 chúc cho khán thính giả của anh Sáu Bảo Quốc và Hồng Loan cái channel được vạn sự như ý, muốn gì được đó, nhất là dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng, tài lộc tiến tới, cái gì cũng tấn hết. Ok, chào.